lợi dụng luồng xanh nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa trái phép lợi dụng tình hình dịch một số xe tải chạy luồng xanh đã chở người và hàng lậu đi qua các chốt kiểm soát dịch thực trạng này tiêm ẩn những hệ lụy nguy cơ khó lường lợi dụng luồng xanh vận chuyển hàng lậu những ngày qua lợi dụng việc không kiểm tra phương tiện luồng xanh một số tài xế cố tình chở người hàng lậu trái phép đã bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ Cụ thể, ngày 1 tháng 8, trong quá trình hậu kiểm xe luồng xanh tại khu vực cảng Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội và Thanh tra Sở Giao thông Vận tải phát hiện hàng loạt lái xe chở hàng hóa từ các địa phương về Hà Nội, trả hàng vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, các xe bị phạt chủ yếu là xe có giấy nhận diện luồng xanh nhưng không có điểm đến tại khu vực cảng, chở hàng hóa không thiết yếu. Tại tỉnh Đồng Tháp, vào hồi 15 giờ ngày 1 tháng 8, trên đường Đốc Binh Vàng, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp, tổ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về phòng chống dịch COVID-19 trên đường làm nhiệm vụ, phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 63K-0719 do Phan Văn B, sinh năm 1976, điều khiển, chạy hướng thành phố Hồng Ngự đi Thanh Bình, có biểu hiện vi phạm nên đã dừng phương tiện để kiểm tra. Thời điểm kiểm tra, lái xe xuất trình được đầy đủ giấy tờ hợp lệ bao gồm cả mã QR code luồng xanh, vận chuyển hàng hóa thiết yếu. Tuy nhiên trong quá trình kiểm tra, tổ công tác nhận thấy tài xế có biểu hiện lạ, bồn chồn, lo lắng nên đã thực hiện kiểm tra kỹ phương tiện. Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải có 1740 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, bao gồm 140 bao nhãn hiệu Hero, 550 bao nhãn hiệu Z. 1.050 bao nhãn hiệu Scott được cất giấu kỹ trong hàng hóa thiết yếu gồm rau, củ quả và lương thực thực phẩm. Nghiêm trọng hơn, Công an Phường Nghĩa Trung, thành phố Giang Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vừa phát hiện tài xế lái xe tải mang biển kiểm soát 48C-04583 là xe được cấp luồng xanh, chở rau củ quả từ thành phố Giang Nghĩa về thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường trở về đã lợi dụng chở 10 công nhân tỉnh Đắk Lắc không có phiếu xét nghiệm âm tính COVID-19 để về quê. Bằng cách cho 10 người này lên thùng xe và không khai báo y tế với lực lượng liên ngành tại các chốt kiểm soát dịch, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay, qua kiểm tra trên hệ thống cập nhật dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của phương tiện và các ý kiến phản ánh, có nhiều phương tiện sử dụng giấy nhận diện luồng xanh đi sai tuyến đường, chở hàng hóa và chở người không đúng đối tượng, mục đích đã đăng ký lưu hành trên luồng xanh. Nhiều lái xe còn lợi dụng được cấp giấy thông hành tổ chức chở người trái phép như phát hiện tại Hải Phòng, Sóc Trăng. Trong khi đó, các trường hợp lây nhiễm COVID-19 tại Bình Thuận phần lớn là do nguồn lây từ đội ngũ lái xe vận tải hiểm họa lây lan cần ngăn chặn. Trước thực trạng số xe lợi dụng điều này để vận chuyển hàng hóa trái phép, các lực lượng chức năng đã liên tục kiểm soát, kiểm tra đột xuất. Khi bị phát hiện, ngoài việc bị thu hồi thẻ nhận diện, không gia hạn, từ chối, cấp thẻ nhận diện có mã QR, hoạt động trên luồng xanh thì lái xe còn bị xử phạt nặng. Các xe vi phạm không chỉ xử lý theo quy định phòng chống dịch, hành vi chở hàng cấm, chở người trái phép cũng bị các mức xử lý cụ thể theo đúng quy định hiện hành về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và quy định vận tải hàng hóa tổng cục trưởng tổng cục đường bộ yêu cầu sở giao thông vận tải các địa phương xác định rõ các chủ phương tiện chủ doanh nghiệp vận tải chịu trách nhiệm chính trong việc khai báo đăng ký và thực hiện đúng quy định về việc tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch yêu cầu các lái phụ xe tuân thủ sự kiểm tra giám sát của các lực lượng chức năng tại khu vực kiểm tra và các chốt phòng chống dịch Tổng cục Đường bộ cũng đề nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát tại các chốt kiểm soát và địa điểm tập kết phương tiện, trung chuyển, giao nhận hàng hóa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19.